chào các bạn, mình hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm khách sạn của công ty phần mềm toàn cầu. Đầu tiên, bạn đăng nhập vào biểu tượng phần mềm và nhập mã đăng nhập, mật khẩu là bấm đăng nhập hoặc là enter. Đây là giao diện trang chủ của phần mềm toàn cầu. Phần mềm quản lý khách sạn để quản lý đặt phòng, các quản lý phòng. Thì ở đây đang có các phòng, các phòng có sẵn. Các bạn có thể ví dụ như khách vào phòng lầu 1 thì các bạn có thể chọn lầu 1. Ví dụ khách vào phòng 104 thì các bạn bấm và lưu vào thì các bạn sẽ chọn theo hình thức mà khách hàng lựa chọn. Ví dụ bây khách chọn là ở theo giờ thì 1 giờ là 50.000, phòng lạnh nếu phòng quạt thì 40.000, phòng lạnh 50.000. Cứ sau 1 giờ đầu thì phụ thu tiếp 20.000 và các giờ tiếp theo thì phụ thu 10.000 theo quy định của từng khách sạn. Các bạn có thể nhập thông tin khách hàng tại đây. Và các bạn có thể nhập hoặc là không nhập. Xong rồi nhấn lưu để lưu phòng. Thì phòng, nếu phòng mà có khách ở theo ngày thì sẽ là màu cam, còn phòng ở theo giờ thì màu đỏ, và khách thuê theo qua đêm thì sẽ màu xanh nhạt. Để các bạn nhìn vào là các bạn có thể biết là khách ở theo loại nào. Khi khách gọi thanh toán thì các bạn chỉ cần click ngược click vào phòng đó và bấm thanh toán thì bấm đồng ý thì sẽ phần mềm sẽ tự động là in bill. Đây là bill để các bạn xem thử. Đây là kiểu bill các bạn có thể xem tiền phòng, rồi tổng tiền mặt phải thanh toán, những slogan hay là ghi chú ở dưới bill các bạn có thể ghi nó có sẵn, có địa chỉ, số điện thoại, hotline, đơn phòng và khách hàng. Ví dụ thì bạn có thể thanh toán, bạn có thể ghi số xe của khách hoặc là những ghi chú như là xe là B3623. Thì khi in bill thì sẽ cái số xe này nó sẽ hiển thị trên bill. Nếu khách có dùng đồ ăn thức uống thì các bạn bấm vào đây và bấm thanh toán. Đây gồm có là tiền phòng. Tiền phòng 2 ngày, mỗi ngày 200, tổng là 400. Và Tiger, Ken và Yên, tổng cộng thực tiền thực đơn tiền phòng. Và tổng cộng thanh toán. Nếu các bạn có nhập biển số xe thì số xe sẽ nằm dưới cùng. In bill. Trường hợp khách sạn của bạn mà có khách đoàn thì các bạn có thể nhập tên đoàn lên đây. Ví dụ như đoàn 1 là đoàn nước ngoài, không? Xong các bạn có thể chọn và ở theo ngày lưu. Ví dụ như đoàn này cũng thuộc đoàn vừa rồi. Thì khi đoàn này mà thanh toán thì phần mềm sẽ hỏi là có thanh toán hết các phòng trong đoàn này không.
Các bạn nhé, thì ở đây sẽ có hai phòng, và khi in bill thì sẽ là in cùng một bill mà có tất cả các phòng trong cái đoàn đó. Còn mình có thể giảm phần trăm hóa đơn cho đoàn không? Mình nếu mình giảm thì mình nhập vào đây, còn không giảm thì mình không phải nhập. Nhập bấm thanh toán. Khi thanh toán khách đoàn thì sẽ có là số tên phòng, số số lượng ngày ở, đơn giá và thành tiền. Đây là thanh toán theo khách đoàn. Khách hàng là đoàn nước ngoài đã vào lúc 8 giờ 42 phút. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn phần xem báo cáo. Xem báo cáo thì mình sẽ tự động lấy số giờ của ngày hôm trước đến giờ của ngày hôm sau theo quy định của bạn. Ví dụ như là từ 12 giờ hôm nay đến 12 giờ hôm sau, mình có thể là đặt là mặt bình cái khoảng thời gian này, mốc này là một ngày. Trên phần mềm có thêm chức năng là gửi mail khi thanh toán và check in, tức là khi bạn bấm giờ vào xong bạn bấm khi mà bạn check in thì sẽ tự động gửi cho bạn mail, và khi bạn check out thì cũng tự động gửi cho bạn một mail, hoặc là có thể gửi mail tự động theo giờ là bao nhiêu giờ là sẽ tự phần mềm sẽ tự động gửi mail cho và hộp mail cho bạn. Tự động tính thuế VAT phục vụ là tự động giảm phần trăm trên hóa đơn, hoặc là tự động giảm phần trăm tiền giờ. Phần xem báo cáo thì sẽ tự động lấy 12 giờ hôm nay đến 12 giờ 12 giờ hôm trước đến 12 giờ hôm nay là một ngày. Ở đây sẽ có là tiền phòng là bao nhiêu, tiền dịch vụ là bao nhiêu, tiền dịch vụ bao nhiêu và giảm phần trăm là bao nhiêu tiền, tổng số tiền thanh toán, tổng số tiền và tiền thực thu đó. Các bạn có thể xem thêm là hàng hóa ngày hôm nay bán được bao nhiêu, số lượng bao nhiêu và thành tiền. Nếu bạn nhập ra vốn thì sẽ tự động tính được lãi lỗ luôn. Tồn kho, mặt hàng tồn kho thì khi bạn bán thanh toán thì sẽ tự động là tính vào hàng tồn kho, sẽ tự động là tính tồn kho. Phần khách hàng thì bạn có thể xem là tất cả những khách hàng ở trong đã từng ở khách sạn của bạn, hoặc là khách hàng hiện tại đang ở. Có hai mục riêng biệt. Và phần này có thể là nếu mà bạn có đăng ký ở ủy ban hay là phòng xuất nhập cảnh thì bạn có thể là tự bấm gửi mail thì sẽ tự động gửi cái danh sách mà khách đang ở này vào hộp mail của phòng xuất nhập cảnh hoặc là nơi bạn đăng ký tạm trú. Phần đặt phòng thì bạn có thể là đặt phòng là bạn có thể đặt phòng thì cũng có là những thông tin khách hàng, loại phòng cần check in,
là phòng khách muốn nhận. Và khi bạn chọn phòng thì sẽ tự động hiển thị giá giá của cái phòng đó, hiển thị giá của cái phòng đó. Khi mà bạn chọn giá ngày thì sẽ tự động hiển thị giá ngày, giá qua đêm thì hiển thị giá qua đêm. Hoặc khi mà nếu mà bạn trường hợp cho khách quen hoặc là ngày lễ nào đó mà vào dịp nhận phòng này thì bạn có thể được bán giá mở. Ví dụ như qua đêm hiện tại là 140.000, nhưng nếu bạn giá mở bạn có thể bán lên là 200.000. Thì khi bạn nhận phòng, khi nhận phòng thì sẽ tự động là tính là giá 200.000 luôn. Tiếp theo là phần kho, quản lý kho vật dụng. Kho vật dụng là những mặt hàng mà mình mua về để sử dụng mà không có tính chất là kinh doanh, tức là buôn bán. Những cái vật kho vật dụng này là mình để sử dụng phục vụ nhu cầu sử dụng trong khách sạn. Thu chi, phần thu chi thì mình sẽ xem là hôm nay là mình bán được bao nhiêu hàng, rồi tiền khách hàng trả trước, trả nợ, hay là những cái khoản thu chi mà khách sạn mình có thu nhập. Sau đây là mình đã giới thiệu sơ qua về tính năng căn bản của phần mềm quản lý khách sạn.